rất ấn tượng về cái tinh thần học tập của các em, đặc biệt là cái tinh thần lắng nghe, tinh thần học hỏi và cái tinh thần lĩnh hội kiến thức của các em rất là tuyệt vời, và luôn luôn sẵn sàng có những cái câu hỏi rất thực tế để cho mình có thể giúp đỡ, chia sẻ với các em, làm rõ cho các em thấy được trong cuộc sống nên phải như thế nào. Thực sự các em tư duy về câu hỏi rất là tốt, bởi vì sau khi các em lĩnh hội được những cái kiến thức mà tôi chia sẻ thì gần như là các em đặt những câu hỏi rất sát và làm rõ những kiến thức mà các em đã nhận được. Bởi vì sao? Nếu không làm rõ thì cái buổi chia sẻ đấy nó không có giá trị. Tôi thấy thực sự là các em có rất nhiều lợi thế. Đầu tiên là các em học được ở một môi trường nó rất rõ về triết lý, thân tâm tuệ. Cái thứ hai là các em được lĩnh hội những kiến thức về kinh doanh ngay từ cái tuổi rất là trẻ. Cái thứ ba là các em được tiếp xúc và tọa đàm, được lắng nghe những kiến thức về kinh doanh từ những doanh nhân đã thành đạt, những doanh nhân đã trải nghiệm, và đặc biệt là có một người thầy là thầy Ngô Minh Tuấn, mà hiện nay là người thầy của rất nhiều doanh nhân. Đấy là cái lợi thế rất tốt cho các em. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn các em ra trường ban đầu tiên thì nó không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, bởi vì nó cũng mới là kiến thức ở nhà trường cũng như là những kiến thức mà các doanh nhân chia sẻ. Nhưng để tiếp cận được công việc thì các em cần phải trải nghiệm, cần phải có những cái thời gian thì nó sẽ tốt. Nhưng chắc chắn là sẽ tốt hơn những sinh viên ở trường khác rất nhiều, bởi vì những cái trải nghiệm của các em là trải nghiệm rất là thiết thực. Thứ nhất là các em phải trang bị cho mình một cái kỹ năng nghề đầu tiên. Thứ nhất là cái kỹ năng nghề làm kinh doanh. Sau đó thì các em cần phải học và bổ sung thêm những kiến thức về công tác tổ chức như thế nào. Bởi vì nếu chỉ có kỹ năng nghề thì khi vào công việc nó sẽ rất là vướng. Nhưng có cái kỹ năng nghề để có một nghề làm việc có thu nhập để duy trì được cuộc sống ban đầu của các em. Sau đó thì các em tiếp tục trau dồi những kiến thức khác.